Chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Thì sáng hôm nay mình ra ngoài chị Hồng để mình mua cơm tấm, bún với bánh mì. Thì bữa nay chị Hồng có bán cơm tấm này, rồi mấy cái loại bánh ăn vặt cũng giống như mấy đợt trước á, cũng bún, bánh mì, thịt heo quay. Thì từ bữa chỉ khai trương tới giờ nay mấy ngày mình mới ra được, tại vì buổi sáng thì mình ở trong nhà, bữa nay anh Nhân không có đi làm thì mình mới nhờ giữ nhà để mình đi ra ngoài chị Hồng được. Giờ mời cả nhà cùng bán bánh mì với chị Hồng nha. Dịch nấu cháo cho nó ăn. Bây giờ muốn ăn bún. Bánh mì không, bánh mì thịt chứ Út. Bánh mì thịt luôn. Bánh mì thịt luôn hả? Chạy ra mua hộp bún. Đây chị ở dưới trong mưa á. Dạ. Nước ngập mà chỉ ơi, nước ngập về ông trời không mưa gắt gắt sáng nước ngập ở dưới con lội tới đầu gối luôn á. Đầu gái hả? Hai. Bữa nay không có đi làm hả anh Thảo? Nay không có. Bữa nay có anh Thảo anh phụ chị Hồng đỡ, bữa nào anh đi làm với chị Hồng có một mình. Có anh ở nhà đỡ. Dạ, thấy anh gấp bún rồi anh làm suốt à. Thế mẹ ăn gì thế mẹ? Mẹ ăn bánh mì, còn em ăn cơm tấm. Anh Thảo nói còn anh ăn gì ta, sáng giờ chưa ăn. Còn hộp bánh ướt, anh Thảo ăn bánh ướt cũng được, bánh mì cũng được. Đâu rồi, còn đúng hộp cơm á. À, đâu có, anh Thảo chừa cho em rồi. Có gì lạ hả? Gân với da đều để vô hả chị Hồng? Cái da ngon, da giòn. Dạ. Được. Da nào giòn? Đó. Thịt heo quay mình ăn cái da ngon. Hồi cũng giòn khiến quá anh á. Chờ bà kéo nhai vậy. Hồi sức mấy em ăn giả rồi. Bữa nay thức dậy sớm nên ra chị Hồng sớm nè. Quán cơm có tên với cơm miền Tây kìa. Giờ có Thím Hai ghé mua rồi. Thím Hai mày ủng hộ chị Hồng sữa đậu nành. Hồi nãy đi ngang là dặn dặn rồi, hết tiếng rồi đó. Hôm nay còn khoảng 3 bịch. Còn nhiều lắm, nhiều đi. Nay nước ngập quá chừng hả mày? Trời ơi, nước sao mày khiếp thiệt cái anh hồi. Sáng con về trong mẹ, trời ơi, cái đường ngập hết trơn. Đâu à, nó quá trời quá đất luôn. Bữa thì mưa, bữa thì ngập. Nó muốn bằng nước mùng 4 hay gì rồi. Dạ. Quá trớn rồi. Chị Hồng chỉ này có xương sáo, lá xăm, chè, nuôi, có đậu hũ Bắc Ninh nè. Đậu hũ này ăn ngon lắm, ở trong cái nấm mèo á. Có chuối chiên rồi xôi nữa nè. Dạ. Có bắp bánh ướt thì cơm tấm nữa. Chị Hồng chỉ bán nhiều lắm rồi. Tại vì nãy mình có đem hộp cơm về cho Duy Thịnh đó, nên quay trở ra thì khách mua hết trơn rồi. Hồi nãy bánh nhiều á. Nhiều lắm mà tại em quay trở về em ra. Giờ anh Thảo đang gấp bún để chuẩn bị làm cho dì Tám nè. Thường ngày chị Hồng mình có bán trái cây nữa mà bữa nay nước ngập quá chừng luôn rồi chị chở không được á, nên chị không có lấy, tại vì xe nước nó ngập quá trời luôn rồi chở nhiều đồ nữa. Bỏ ở xa không có vô gần chợ được, bỏ xe ở ngoài xa không có xách nhiều được á. Thường ngày thì chỉ có dưa hấu với cam. Chị Hồng chỉ bán cam sành ngọt ngon lắm.
coi là nó ăn nạc không mà. Nó ăn nạc không mà nó không có ăn ba. Dạ. Nó chỉ vừa dạ, không biết rồi. Dì 80 cho bé Khôi. Bé Khôi nó ghiền bún của con Hồng lắm. Ok. Hình hai bữa liên tiếp luôn á. Dưa leo là thích quá. Ừ. Chị nói bé Khôi bị nóng hả? Bị nóng, bị ho ho. Bị mẹ nó bữa nó rước nó rồi mưa quá trời. Ở dưới ngoại nó đưa dì á, không bận áo mưa. Nè, nhìn thấy thèm không? Hộp về có 15.000 à. Chị để nhà vô chị lấy à. Vậy nãy lấy con bịch cái chị chạy vô. Chị quên rồi. Cái này nó cao. Đường này đang làm nên là xe tải đi nhiều lắm. Cái khúc đường ngoài á, ngay chỗ nhà chị Hồng ra là đường đang làm. Cứ thứ mai là bánh mì với sữa. Ba mà sữa với bánh mì. Anh Thảo này sắc thịt điêu luyện luôn ha. Không ăn sáng đẹp quá. Chân chưa. Từ từ tao tốt đi. Nói đây, nói như cô bà tiếng. Chạy chơi không bao giờ nó có cái hả? Nó hay thế ghê luôn á. Bà này cái em mà không còn là cái chị Hồng về khách đông quá chừng luôn rồi nè. Dạ có, một chút nữa con mới đi. Một chút nữa con đi chợ Ba Giác. Đi tới lui hoài khổ dữ luôn á. Mấy mẹ không chơi. Trời ơi mình hết bánh mì còn thịt thơm. Ăn lên giờ bắp thịt ăn cho đã. Lâu lâu ăn bữa. Cái như là lúa. Không mới đi chơi nè, ăn thử rồi đợi ăn bún. Chạy đi Hồng bán nhanh quá sắp hết rồi. Hôm nay ta ăn gì? Hôm nay không ăn gì, nó nói con không muốn ăn cháo mà con muốn ăn bún của cô Hồng. Biết ha. Không được, không chịu. Mua cô Hồng mới được. Mua hộp bún em gì tươi nó ăn cơm. Nó ăn khỏi cơm. Nhưng mà lúc này hờ làm cái nước cà nó quá trời nó ngọt ngọt gắt luôn á. Không có độ mặn phải không? Thì nó phải có cái hậu chứ. Nó phải có cái hậu ngọt. Chị bên em nước cà làm cái. Chết mấy ông lớn nha. Rồi có khách mua bánh mì mà chị Hồng mình hết bánh mì luôn rồi. Còn có mấy hộp bún nữa. Chị Hồng chị bán đắt quá trời luôn rồi. Ẩu cuối cùng với chị Hồng. Ừ con cùng giàu ăn nhiều kiểu chắc giàu rồi nha. Thịt bao nhiêu gom bả hết à. Ôi đã lâu nãy giờ đâu. Em không ấy hồi nãy giờ không ấy chị em. Nó ngồi nãy giờ đau lưng rồi. Đợi nó giờ đau lưng rồi nha. Thôi quá coi chừng chỉ độn như miếng da cái thấy phù ra. Thêm cho bả miếng chân nào cứng cứng á.
nay chị Hồng chỉ làm nhanh này, không có nhiều xưa nữa, hồi xưa đợi muốn chết luôn á. Nay chỉ quen tay với làm nhanh thiệt nhanh nữa. Nó ra phụ chị Hồng mà không thấy biết làm việc gì luôn á, đứng nhìn không à. Con cũng đang sợ cái vụ mùng 4 ngập nhà. Con cái gì đỡ gì đã lại cho con bảy để cái gì bỏ túi về cái thêm bảy hôm nay tiêu 200 mấy. Gì đỡ tàn sao? Bỏ vô xe luôn ha. Anh Thảo anh bận áo có cơm miền Tây luôn kìa. Ý là con nói tiền sao mới dễ trả cho gì á. Nãy giờ chị Hồng đông khách quá rồi mình cũng chưa có ăn được nữa. Mua hộp cơm mà anh Thảo anh để dành lại rồi chứ thôi là hết rồi đó. Còn mẹ thì ăn bánh mì. Mời cả nhà cùng ăn bánh mì với hai mẹ con mình nha. Cà phê này từng ăn sáng nó làm đem theo cho mình nè. Sợ Hồng bán là không kịp. Thiệt đông quá trời luôn, chỉ còn không kịp ăn nữa à. Bữa nay hên. Chị Hồng bữa nay có cơm tấm nè, cơm tấm ngon ghê, 2 miếng thịt, 1 cái trứng mà có 18 ngàn à. Đó. Chết ít thôi chứ cháy nhiều quá sợ nó mặn. Tính nhiều quá, dám 2 cái quá. Một cái, 2 cái, 1 cái trứng, 2 mẹ, 2 2 trứng cút rồi vậy. 2 cái trứng cút. Mà 18 ngàn rẻ quá ha. Mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng ăn cơm tấm với mình nha. Ngay chỗ này của chị Hồng bị nước ngập á, nên giờ ba cái đá nó bị bể, nó gồ ghề khó ngồi. Ừ, khó ngồi. Cơm tấm có mỡ hành, ngon thiệt. Cái mỡ người ta phi lên cho thơm, xong rồi cái này nó giòn, nó có thêm hành cho thơm. Chị Hồng đang giờ bán bánh mà sáng bánh mì chiều bánh phọt. Chị chỉ phụ là chị bán hết sớm mà chị khỏe nè. Chúc chị vô rồi dọn dẹp cái nghỉ chút cái chiều vô phụ em nha. Đặng vô làm bánh xèo giao cho người ta. Nước của con đâu rồi? Con méo lên cây à. Đánh đổ. Cơm tấm ngon kìa, cái hạt cơm khô vừa ăn. Mở nhiều lắm mà. Cái này ai đi làm no luôn á. Ai đi làm cái ghế mua trưa ăn là no luôn á. Thì chị Hồng của mình bán còn có 2 hộp bún nữa là hết rồi. Bữa nay chị bán đắt quá chừng luôn. Mong cả nhà đến để ủng hộ cho chị Hồng buổi sáng bán được bánh mì bún với các loại bánh ở quê á. Clip của mình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại cả nhà nha.